Chiều ngày 15 tháng 9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của Quốc hội đã đến thắp hương tưởng niệm các nạn nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư mini ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận biểu dương sự nỗ lực của thành phố Hà Nội đã hỗ trợ chăm lo cho các nạn nhân, gia đình nạn nhân, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương cần quan tâm lo việc hậu sự chu đáo cho nạn nhân không may bị tử nạn quan tâm hỗ trợ các nạn nhân và gia đình nạn nhân cả trước mắt và lâu dài, cả về thể chất và tinh thần. Khuyến khích các nhà hảo tâm nuôi dưỡng, hỗ trợ các cháu quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội nhanh chóng ổn định tình hình để người dân yên tâm. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị thành phố Hà Nội, quận Thanh Xuân thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc và quan trọng nhất là không được để xảy ra những sự việc tương tự trong thời gian tới. Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã tới thăm động viên các nạn nhân của vụ cháy chung cư mini đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Đến nay, trong số 26 bệnh nhân được Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận điều trị, nhiều bệnh nhân đã và sẽ được ra viện trong vài ngày tới. Chỉ còn hai bệnh nhân trong tình trạng nặng, nhưng cũng đang có những tiến triển tích cực.